Hello em, túi đừng cần phim hôm nay lại về cho em nhé. Đây, túi thì nó còn có size là 1m65, 1m45 và 1m25 cho anh em nhé. Ok chưa? 1m65 thì nó sẽ đừng được cần là 3m15 cho anh em. Có thể đừng thêm cần 3m2 cho anh em nữa luôn nhé. Túi thì thường sẽ có là hai ngăn chính nhé và một ngăn phụ. Mình thường gọi nó là 3 ngăn bởi vì nó có ngăn phụ trước này và hai ngăn chính cực rộng luôn nhé. Bề rộng nhất của nó là 28 phân. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem. Siêu rộng luôn, một cái ngăn của nó đựng một tầm khoảng 3-4 bộ nhé. Đây mình mở ra anh em. Đấy, thấy chưa? Đựng 3-4 bộ cần luôn cho anh em. Đây, phía trong này, đây là một chất liệu vải PVC ngăn chống thấm nước vào bên trong. Nói chung là cái này anh em đi mưa nhỏ không sợ thấm nước vào bên trong nhé. Đấy, thấy chưa? Nó thấm chỉ có thấm ở cái đường dây chỉ này thôi, nhưng là rất khó lắm, ít đắn nha anh em. Rồi, thấy chưa? Túi thì bao bền luôn. Đấy. Rồi bây giờ khóa các ca cho anh em. Thấy chưa? Hai khóa luôn nhé. Một cái ngăn này sẽ là có hai khóa chắc chắn anh em, được chưa? Đấy. Đó. Đây, ngăn trước này thì anh em có thể đừng cần câu tay đồ này, cùng trang bị PVC chống thấm nước luôn. Thấy chưa? Kéo dài tiện lợi. Đấy, túi thì anh em có thể sách như thế này, cũng có thể đeo phía sau này, có bảng này giữ tránh đau vai cho anh em này. Thấy chưa? Cái này thì nó chịu lực đến tầm 60 kg cho anh em nhé. Cái bảng này chịu lực đến 60 kg. Rồi, ok chưa?